Đây, Thánh Kinh Báo, Nguyệt Sang của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam xin trân trọng kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Thánh Kinh Báo là Nguyệt Sang của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, xuất bản năm 1931 đến năm 1975, do các giáo sĩ Tiền Phong, cố mục sư Ông Văn Huyên, cố mục sư Trần Thự Quang và cố mục sư Đoàn Văn Miên làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày trước, quý mục sư truyền đạo tín hữu thân yêu mà phần đông đã ngủ yên trong Chúa, sống đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo để đọc lại tờ báo đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc giá trị của Nguyệt Sang Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá phúc âm và phổ biến văn chương Cơ Đốc. Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo. Tin Chúa phước ban xuống vô lượng, khoe mình và kiêu hãnh kế giường bụi phân. Chính tôi nay được chuộc đây bởi hồng ân. Tôi đây nguyên ác nhân nhờ ơn cứu. Này tôi nguyên ác nhân nhờ ơn cứu. Ấy chính công tích tôi, vinh thay danh Cha trên trời, là tội nhân duy nhờ ơn đến Chúa thôi. Xưa nhiệt còn ngu ngốc, tâm linh vốn hư hoại, tôi lìa xa chân Chúa, bước theo lối lạc loài. Nay nhờ Giê-xu kiếp dắt đường trực tân, chính tôi nay được chuộc đây bởi hồng ân. Tôi đây nguyên ác nhân nhờ ơn cứu. Này tôi nguyên ác nhân nhờ ơn cứu. Ấy chính công tích tôi, vinh thay danh Cha trên trời, là tội nhân duy nhờ ơn đến Chúa thôi. Sự cứu rỗi truyền đạo Võ Ngọc Kỳ. Đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, tha tội được là nhờ Ngài, mà hễ ai tin thì được xưng công bình. Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 37 đến 39. Vấn đề tối quan hệ cho nhân loại phải giải quyết ngay, không phải ở trong phạm vi chật hẹp là ăn uống với mọi nhu cầu cho cuộc sinh tồn ở đời hiện tại, nhưng là vấn đề vượt quá cõi thiên nhiên, tương quan đến cõi siêu hình và tương lai mà mỗi cá nhân phải tự giải quyết. Ấy là sự cứu rỗi. Chúa phán, trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Matthew đoạn 6 câu 33. Xin quý độc giả đừng tự phụ, ỷ lại nơi các tôn giáo mình đương có, nhưng hãy định tâm suy cứu cho tường tận cái chân lý, cái bí quyết của sự cứu rỗi. Muốn biết cái bí quyết ấy, ta cần phải suy cứu cho ra đấng nào có quyền bắt tội. Lẽ tất nhiên, loài người mắc tội chỉ với Đức Chúa Trời, và cũng chỉ có Đức Chúa Trời là đấng có quyền thưởng phạt. Thế thì, ngoài Đức Chúa Trời ra, còn ai có quyền tha tội? Vì cái nhân loại vô quyền tự cứu, vô phương khả đảo, nên bởi sự yêu thương vô hạn của Ngài đối với loài người, Đức Chúa Trời lập chỉ một phương pháp để giải cứu chúng sinh. Vì chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Ở dưới trời, cho loài người nhờ đó mà được cứu,
Công vụ đoạn 4 câu 12. Phương pháp ấy là: Đức Chúa Trời là đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 21. Đức Chúa Giêsu Christ vốn là Đức Chúa Trời toàn ái, vì muốn tế độ nhân gian, Ngài phải trở nên người gánh tội thế cho người. Thậm chí, Ngài chịu hy sinh trên thập tự giá, chịu chết như một tội nhân, đặng làm phu phỉ sự công bình mà Đức Chúa Trời đòi nơi loài người. Nếu cứu Chúa vẫn cứ chết và vẫn bị niêm phong trong mồ mả, thì lẽ cố nhiên Ngài vô quyền chẩn cứu. Dù giáo lý Ngài tuyệt đối vô song, lại nếu vậy thì tin lành cũng không cần phải rao giảng cho ai, vì chính vị giáo chủ còn bị sự chết trị phục mà vô quyền tự cứu, thì còn mong sẽ cứu được ai. Song vinh diệu thay, Jesus Christ đã phục sinh. Sự chết không thắng được Ngài, vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, và đó cũng là bí quyết của sự cứu rỗi trọn vẹn, và đó cũng là linh lực của sự cứu rỗi. Loài người đương bị áp chế bởi một năng lực vô hình, giày vò, đày đọa một cách quá ư tàn nhẫn, khiến làm biết bao điều, đồi phong, hại tục, thậm chí chối đấng chủ tể của vạn vật và phạm thượng cùng Ngài. Dù có luân lý rất thuần, trí thức rất cao, nhưng vẫn vô quyền cải cách tâm linh đã hư hoại. Năng lực vô hình ấy là tội lỗi cai trị trong bản ngã, nên dù các lễ nghi hình thức phiền phức đến đâu, các cuộc tụng niệm ép xác, kiên ăn được cổ võ đến ngần nào cũng không thể thay đổi cái lòng gian ác tối tăm ấy được. Đấng Christ phục sanh đã đem lại cho nhân loại một sự cứu rỗi trọn vẹn, có linh lực phi thường và bất diệt, tức là cái linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Roma đoạn 8 câu 2. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu 15. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trong cậy sống. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 3. Biết bao người đã nhờ linh lực của sự cứu rỗi này mà thoát ly quyền phép của sự tối tăm và tội lỗi. Hỡi quý độc giả yêu dấu ôi, đừng lưỡng lự, trễ nải, cũng không nên ôm lòng cố chấp nữa, nhưng hãy mau mau tìm phương pháp nhận sự cứu rỗi. Một bệnh nhân muốn được lành mạnh, cần phải nhận biết và khai rõ bệnh của mình cho lương y thế nào, thì một tội nhân muốn được giải cứu cũng cần phải nhận biết tội lỗi luôn với sự vô quyền tự cứu và vô phương khả đảo của mình thể ấy. Không một ai tránh khỏi sự nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời, vì Kinh Thánh chép rằng, chúng ta thấy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 10. Như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ phải gặt lấy điều mình đã gieo. Song, tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài không nỡ để cho loài người bị trầm luân nơi khổ hải, nên Ngài đã lập một phương pháp để cứu độ nhân gian. Bởi con độc sanh của Ngài thay ta chịu hết mọi khổ hình mà đáng lẽ tội nhân phải chịu. Bây giờ, không cứ ai muốn được cứu, hãy nhận lấy phương pháp ấy, hãy ăn năn mọi tội ác mình đã làm, hãy quyết đoạn tuyệt với cuộc đời tối tăm mà bấy lâu mình mài miệt đến nỗi quên cả tương lai, chối bỏ Đức Chúa Trời hằng sống, hãy nhận cứu Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa duy nhất của đời sống mình, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 1 câu 12. Một lần nữa, tôi xin quý độc giả hãy định tâm suy gẫm đến sự yêu thương tuyệt đối, lòng nhẫn nại, khoan dung vô hạn của Đức Chúa Trời, đương mong đợi sự quả quyết của quý độc giả. Vì Ngài không muốn một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 9. Hãy dẹp bỏ hết các định kiến sai lầm, lòng nệ cổ tục, luôn với tất cả mọi trở lực đương ngăn quý độc giả gặp được Đức Chúa Cha từ ái.
Bởi ngoài phương pháp cứu rỗi của Ngài, loài người đáng phải chịu hận suốt cả một tương lai vô cùng tận. Nhưng may thay, đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, tha tội được, lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình. Truyền đạo Võ Ngọc Kỳ. Xin ban vui cho phép kẻ tội Chúa yêu này, đem tường trình bao nỗi mến yêu Chúa ngập đầy. Xin cửa nhận vui vẻ hết lòng làm chứng, ấy tôi nay được chuộc đây bởi hồng ân. Tôi đây nguyên ác nhân nhờ ơn cứu, nay tôi nguyên ác nhân nhờ ơn cứu, ấy chính cấp tích tôi vinh thay danh Cha trên trời, là tội nhân duy nhờ ơn Điên chuộc tôi. Thiếu một người, mục sư Phan Văn Hiệu, tổng trưởng ban chứng đạo, giảng tại hội đồng trung hạ nhóm ở Turin ngày 6 tháng 2 năm 1944. Thiếu một người, người ấy chắc rất quan hệ. Người ấy là ai? Nghe hết bài sẽ rõ. Cùng thân trong đấng Christ, chúng ta ai cũng biết sự làm chứng về Chúa là rất phước. Song ta thường hay nguội lạnh, trễ nải. Tại sao? Thiếu tài năng, học thức, tổ chức hoặc thiếu người giúp đỡ chăng? Có lẽ, nhưng theo tôi có hai cớ quan hệ hơn. Thiếu lòng thương xót tội nhân và đức tin quả quyết nơi quyền năng Chúa. Vì vậy, sau khi khởi làm một ít lâu, thấy lòng người cứng cỏi, không kết quả như ý, thì chán nản. Ở Ephesos đoạn 2 câu 1-7, Phaolô vẽ cho chúng ta thấy hai cảnh tượng trái nhau, địa vị của tội nhân đang cùng khốn và cảnh hạnh phúc của kẻ được chuộc vui sướng thế nào. Hai cảnh này cảm động lòng tôi vô hạn. Mong Chúa cũng cảm động lòng quý anh chị em trong Chúa Christ như vậy. Thứ nhất, tội nhân bị khốn khổ thế nào? Ephesians đoạn 2 câu 1: đã chết, không phải chết mất, không chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Bởi nguyên tội và ký tội làm cho họ xa cách mặt Chúa. Họ giống như Adam bị đuổi khỏi Eden, như con phóng đảng bị khổ vì lìa khỏi nhà cha, như người bị cướp trên đường Jericho, nửa sống nửa chết. Ephesians đoạn 2 câu 2: bị trói buộc bởi các thói quen hữu tục, luân lý, triết lý của loài người, tuy vô hình nhưng trói chặt hơn xích đồng trói Samson, khiến cho tội nhân chỉ có những thành kiến bất di bất dịch. Hãy nghe họ than: tôi vẫn biết việc tôi làm là vô lý, vô ích, nhưng bỏ thế nào được, bởi đó là thói tục đã lâu đời. Ephesians đoạn 2 câu 2: bị giam cầm dưới bàn tay sắt của vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch, tức là ma quỷ. Từ khi nó thắng Adam thì được quyền chiếm không trung và chiếm lòng của kẻ nào đầu phục nó để nghịch với Chúa. Bên ngoài dùng các sự dị đoan, hình tượng, làm rào, làm vách bao ngăn. Bên trong dùng sự tối tăm để bịt mắt che lòng, đến nỗi không còn có thể phân biệt đâu là chân Chúa, đâu là ma quỷ. Ephesians đoạn 2 câu 3: bị ngăn trở bởi tư dục mình. Bởi họ xa cách Chúa, bị các thói đời bó buộc, quyền lực ma quỷ đè ép cách khốc liệt, nên họ thất vọng 100%, đành bỏ mình trong một đời buông lung, tự do theo tư tưởng và sự ham muốn của xác thịt, chỉ sống để chờ ngày thành nộ của Chúa đó thôi. Họ rất đồng ý với nhau mà tuyên bố rằng: hoặc tội ư thiên, vô sở đảo giả,
thật đáng thương thay. Còn nhớ tai nạn xe hơi chở khách đụng xe lửa mấy năm trước ở ga An Lạc Nam Kỳ. Lúc ấy vì sự vô ý của người tài xế mà mấy chục hành khách phải lâm nguy. Khi xảy ra tai nạn, có nhiều người chưa chết, song bất tỉnh nhân sự và đang bị kẹt trong xe. Ôi, nếu chẳng có người tiếp cứu thì họ đành chết luôn, mong gì tự rút mình ra khỏi. Thật vậy, địa vị của đồng bào, đồng loại ta ngày nay khác nào như thế. Họ đang bị khổ nạn cực điểm vì cớ tội lỗi. Nếu không nhờ một quyền phép siêu phàm, thì chỉ sống chờ ngày đón xét chung của Chúa và bị trầm luân đời đời mà thôi. Chúng ta trước cũng ở trong số ấy, hãy tưởng tượng như ta vẫn cùng số phận với họ, mà cảm xúc thương yêu linh hồn họ. Thứ hai, tội nhân được cứu rỗi thế nào? Ephesians đoạn 2 câu 4. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, vì Ngài giàu lòng thương xót, nếu đang khi chúng ta thất vọng, thì Ngài nhất định dùng ân điển nhân không của Ngài mà khiến chúng ta sống lại. Chúa biết trước ai là kẻ sẽ tin Ngài, nên đã tiền định sẽ cứu những người đó và dự bị mọi sự. Đến kỳ Ngài sai con một Ngài là Giê-xu đến để phó mình trên thập tự làm giá cứu chuộc họ. Ephesians đoạn 2 câu 5. Ngài khiến họ đồng sống lại với Đấng Christ. Chúa đã khiến Đấng Christ sống lại từ trong kẻ chết, thì cũng dùng quyền ấy khiến cho tội nhân sanh lại từ địa vị chết thiêng liêng. Bởi thập tự giá, Chúa Giê-xu giày đạp đầu ma quỷ, bứt đứt dây trói của nó. Bởi huyết báo, Ngài đã chuộc chúng ta ra khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Lại khiến họ đồng ngồi với Ngài trong các nơi trên trời. Ephesians đoạn 2 câu 6. Chẳng những ngày sau được cùng Đấng Christ kế tự cả cơ nghiệp của Đức Chúa Cha, mà ngay đương bây giờ cũng đồng hưởng hết các hạnh phúc thiêng liêng từ thiên thượng do Đấng Christ ban cho. Thật là ở đất mà như ở trời vậy. Còn mục đích của sự ấy là để tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài. Ephesians đoạn 2 câu 7. Trải qua các đời cho kẻ thù phải ngậm miệng lại. Bởi vì từ khi thắng Adam, Satan tưởng phá hủy được công việc Chúa rồi. Nhiều phen cũng đố thách, chế nhạo Chúa, chẳng tài nào cứu được loài người. Nhưng đương lúc nó vỗ tay reo mừng vì tưởng đã thắng, thì Ngài làm cho nó phải cúi đầu xấu hổ bởi thất bại cách chua cay. Thí dụ như khi Lazarus chết mà được Ngài khiến sống lại. Lazarus là người Chúa yêu, mắc bệnh lúc Ngài không có ở đó. Mặc dầu có sai người mời Chúa, song Ngài đến trễ nên Lazarus đã chết. Nhân dịp ấy, kẻ thù lấy làm sung sướng vì kẻ Ngài yêu đã chết và cho Chúa là vô quyền. Nhưng thình lình Chúa trở lại, đến mộ để thăm. Ngài đã nhất định sẽ kêu Lazarus sống lại, nhưng họ đâu có biết. Khi đứng trước mộ, Ngài phán, hãy lăn hòn đá đi. Tại sao? Vì Ngài muốn cả Ngài yêu được dự phần vào công việc vinh hiển. Mà thề vẫn còn thất vọng nên thưa, lạy Chúa, đã có mùi. Ngài phán, hãy tin sẽ thấy sự vinh hiển. Họ bèn lấy đức tin lăn hòn đá ra, tức thì Chúa kêu Lazarus sống lại cách lạ lùng. Sau, Chúa cũng đồng bàn cùng người trước mặt kẻ thù nghịch. Địa vị tội nhân hôm nay khác nào Lazarus đã bị chết, bị liệm, bị chôn trong mồ mả. Lại còn những hòn đá ngăn trở, nhưng ân điển Chúa sẵn sàng giải cứu mọi người. Chính Chúa ngày nay dường như đứng bên cạnh tội nhân, sẵn kêu họ một tiếng thì sanh lại ngay. Nhưng thiếu một người. Người ấy rất quan hệ, vì nếu không có thì phép lạ chưa xảy ra. Người ấy là ai? Chắc anh em hiểu, ấy là người làm chứng về Chúa. Làm chứng về Chúa chẳng khác nào việc lăn hòn đá, còn việc khiến người tin theo Chúa giống như Chúa kêu kẻ chết sống lại. Ta làm việc mình có thể làm được, thì Chúa sẽ làm việc Ngài đã định làm. Ta không biết Ngài định kêu gọi ai, nên không cần phải lựa chọn người nào. Bổn phận ta là cứ trung tín, đến làm chứng cho từng người một. Tất cả mọi người, hễ người nào mà Chúa định trước thì Ngài kêu gọi họ có dịp tin ngay. Bằng không thì ta cũng làm xong phận sự đối với Chúa và linh hồn đó. Nguyện Chúa lấy lòng yêu thương của Ngài rải khắp trong lòng chúng ta
đến nỗi chúng ta cũng yêu thương các linh hồn tội nhân, khóc lóc về họ như chính Đấng Christ đã khóc. Có đức tin quả quyết nơi quyền năng siêu việt của Chúa, cứ bền đổ lo vớt kẻ đắm trôi, săn sóc kẻ nguy. Như vậy, chắc số người trầm luân sẽ bớt và những người được cứu chuộc sẽ tăng. Quyền năng Chúa được hành động, chúng ta được giữ phần vui vẻ, còn kẻ thù phải xấu hổ lui đi. Một vài bằng chứng dục lòng. Nhớ lại cách đây gần 20 năm, lúc ấy tôi đương ở trong sự tối tăm, quê hương tôi vẫn còn nằm trong bóng sự chết, gia quyến tôi rất khao khát được theo một đạo, nhưng chưa biết phải theo đạo nào. May thay, có ông Trung ở xa 30 cây số, một tín đồ tình nguyện đi làm chứng phát sách. Sau một thời gian khá lâu, ông đi nhiều chỗ, thấy không kết quả, vừa muốn ngã lòng, thì được ông mục sư khuyến khích, nên ông cứ tiếp tục. Một ngày kia, ông đến nhà tôi, và nhờ đó, tôi có dịp tiện tin Chúa. Sau đó, có nhiều người tin theo, và hội thánh Bến Cát được thành lập đến ngày nay. Cũng lối năm ấy, tỉnh Sóc Trăng chưa có một bóng tín đồ nào. Ông mục sư ở Cần Thơ có khuyến khích một tín đồ là ông Trần Chương đem sách đi phát. Đến một làng kia có nhiều người nhận, trong đó có một ông chủ lò rèn nhận mấy quyển Tin Lành. Ông nhận vì tình chứ không xem. Một ngày kia ông bị đau nguy kịch, ông lấy mấy quyển sách đó ra xem. Ông nghe Chúa Giêsu chữa bệnh rất tài, sanh lòng tin cậy. Nhưng nghe tin nơi giảng đạo này ở Cần Thơ xa quá, chẳng biết làm sao đến được. Ông bèn quỳ ngay trong nhà, khẩn vái, nếu Chúa cho mạnh thì quyết đi tìm Ngài. Chúa đã nhậm lời. Ít lâu, ông và một vài người nhà đến Cần Thơ cầu nguyện. Đoạn ông liền mời ông truyền đạo Nguyễn Hữu Đình đến nhà ông giảng dạy và có nhiều người tin theo. Sau, lập ở đó một hội thánh, tức là hội Kế An bây giờ. Còn ông chủ lò rèn kia, tức là ông Nguyễn Hữu Vị, thân sinh hai ông Nguyễn Văn Tử và Nguyễn Tấn Lộc. Từ hội thánh ấy cũng sanh ra các hội thánh chung quanh và cũng từ hội thánh đó xuất thân gần 10 nhà truyền đạo. Ôi, thật là một việc không ngờ. Đó, chúng ta xem, nếu chẳng có hai con cái Chúa sẵn lòng thương yêu và tin quyết mà gieo giống thì có đâu những kết quả tốt đẹp như thế. Chúa rất giàu lòng thương xót, sẵn sàng cứu mọi người, nhưng thiếu một người đem tin lành đến cùng họ. Anh chị em hãy sắp mình xuống mà nói rằng: lạy Chúa, tôi đây, xin Chúa sai tôi. Hỡi anh em, tội nhân không thiếu, ân điển Chúa không thiếu, nhưng chỉ thiếu một người mời Chúa đến cùng tội nhân và giúp tội nhân nhìn xem Chúa đó thôi. Ai sẵn lòng? Anh em nên mạnh dạn hô lên rằng: có tôi đây. Anh em nên vui lòng nhập vào ban chiến đạo của chi hội mình, trung tín với lời hứa, tuân theo các trưởng ban, hầu được kết quả mỹ mãn. Gia đình, tin cậy và cầu nguyện. Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Mác đoạn 11 câu 24. Khi ấy ba mẹ con chúng tôi ở trong hai căn phòng tồi tàn, chật hẹp, có ít đồ đạc bày sẵn. Các thực phẩm hàng ngày nuôi sống chúng tôi chỉ có món củ cải, trước kia dành riêng cho súc vật. Nhưng một buổi sáng kia, tôi không còn một xu để mua món ăn đó. Hai mắt đẫm lệ,
tôi quỳ gối cầu xin rằng: Lạy Cha ở trên trời, Ngài biết con không còn gì cho hai đứa trẻ ăn. Lúc này chỉ Ngài có thể cứu giúp con mà thôi. Rồi tôi gọi hai con đến, cùng quỳ gối cầu nguyện. Lúc trước tôi vẫn dạy dỗ chúng biết lòng yêu thương của đấng cứu đời. Vì thế, mặc dầu còn nhỏ tuổi, chúng nó rất tin sức mạnh của sự cầu nguyện. Vì chúng tôi không còn gì để ăn bữa trưa, nên một cách đơn sơ, chúng cùng tôi đi tìm Đức Chúa Trời để xin Ngài ban cho mọi thức cần dùng. Thằng Andy chưa đầy 10 tuổi, chắp tay cầu nguyện với một vẻ dịu dàng và tin cậy làm cho lòng dạ tôi cảm động vô cùng. Lạy Chúa Giêsu, Ngài sẽ ban cho chúng con bữa ăn hôm nay. Ồ, không những có một món củ cải mà thôi. Khi chúng tôi đứng dậy, thằng Andy nói rằng: Mẹ ơi, trước nhà có một cái rạch nước, vậy con đi câu vài con cá để trưa ăn nhé. Một chỗ nước thấp thoáng đọng thành một vũng lầy, nơi mà những đứa trẻ bơ vơ ngoài phố ưa dầm mình, còn người lớn không ai nghĩ đến đó tắm rửa hay câu cá. Mẹ ơi, lấy cây sậy dưới bếp làm cho con một cái cần câu và cho con ít mồi nữa. Tôi cười thầm về sự ngây thơ của trẻ và cũng muốn hùn vào trò chơi cho khuây khỏa. Tôi bèn làm theo ý nó, rất tự đắc. Nó chạy ra chỗ nước. Sau 2 tiếng rưỡi đồng hồ, thằng Andy chạy vụt vào nhà nói với tôi: Này mẹ, mẹ biết ở đó không có cá, nhưng có một vật gì đen đen, con cầm về đây. Mẹ hãy cất vào một xó bếp vì nó bẩn lắm, rồi chốc nữa con sẽ về rửa cho sạch. Vội theo các bạn, nó quăng cần câu chạy ra. Nghĩ nó lại đem cục đá, vỏ ốc hay cái rác gì đó, tôi đem bỏ vào một xó bếp, không màng nhìn đến. Xong như có một sức gì thúc giục trong lòng, tức thì tôi quay trở lại xem vật đó câu được là cái gì. Ôi, lạ lùng thay, ôi, tình yêu thương không dò được của Đức Chúa Trời. Vật vừa đen vừa bẩn đó là một cái ví da lấm đầy bùn. Tờ này đến tờ khác, tôi rút ra toàn là những giấy bạc bị ướt. 1 đồng, 2 đồng, 3, 4, 10, 20, 30, 38 đồng. Chúa đã ban ơn lạ lùng. Tôi vào phòng với chiếc ví da, bối rối, xấu hổ trước sự nhân từ của Chúa. Tôi quỳ gối, chan hòa những giọt lệ biết ơn và hổ thẹn vì đức tin kém cỏi của tôi. Vì sao nhiều lúc tôi có thể sợ hãi rằng Chúa sẽ bỏ chúng tôi chết đói? Vì sao tôi cầu xin sự cứu giúp của Ngài hàng ngày mà lại không tin? Bây giờ, ở cái rạch nhỏ này, chỗ không ai thèm câu một con cá, thì Ngài đã cho chúng tôi tiền mua thức ăn, không những một bữa, một ngày, nhưng cho đến hết tháng. Khi thằng Andy và con Emily vào, tôi chỉ cho chúng nó xem những tờ giấy bạc trải trên bàn. Hai con, mẹ con ta sẽ có đồ ăn hôm nay. Đức Chúa Giêsu đã gửi tiền cho chúng ta để mua. Chúng nó vỗ tay vui vẻ và con Emily la lên. Đấy, mẹ xem. Thằng Andy tiếp thêm. Mẹ xem, Chúa Giêsu sẽ gửi nhiều thứ nữa, quần áo, rồi giày dép. Emily chạy đi mua đồ ăn. Thế là chúng tôi có bữa trưa và còn lại buổi tối, những ngày hôm sau cũng như thế. Tối hôm ấy, trong lúc cầu nguyện, Andy cảm ơn rằng: Lạy Chúa Giêsu, con rất cảm ơn Ngài. Ngày hôm nay Ngài đã ban cho chúng con một bữa ăn rất ngon, nhưng chắc Ngài còn gửi cho chúng con giày, vớ, quần áo nữa, rồi đồ chơi, sách vở nữa. Chắc vậy. Alleluia. Thời gian qua, ngày kia, một người lạ vào nhà tôi đem theo một cái gói để tên và chỗ ở của tôi. Tôi từ chối không nhận gói hàng ấy, tưởng là người ta lầm. Thưa ông, chắc hẳn ông lầm, cái gói này không phải gửi cho tôi. Nhưng thưa bà, chính là tên của bà. Vậy, thế ai đã gửi gói này cho tôi?
Tôi không biết, có người đã đến tiệm tôi mua những thứ này rồi bảo tôi đem đến cho bà. Bắt buộc tôi phải nhận lấy, và không bao giờ tôi được biết người đã giấu tên mà làm ơn cho tôi. Lúc tôi mở ra, lại một sự lạ lùng nữa. Một chiếc áo tơi vừa vặn cho Emily, mấy cái quần cụt cho Andy, một đôi giày, nhiều đôi vớ, hai tấm trải giường, rồi một hộp bơ và một gói bột lớn. Ôi chà, bột này khi hai con tôi thấy thì chúng nó mừng biết chừng nào. Còn nhiều lần khác nữa, và trải qua những ngày giờ tối tăm, Đức Chúa Trời không thôi giúp đỡ chúng tôi một cách lạ lùng. Vinh hiển thay danh Ngài đời đời vô cùng. Dịch giả Nguyễn Văn Mỹ, Turin. Ngọn đèn đạo đức, vẻ mặt chói lòa. Không tin theo Đấng Christ, một nhà mỹ thuật dùng tài năng làm việc xấu xa. Người ta xin ông vẽ một bức tranh nhà ông, một cuộc nhóm họp của hội cứu thế quân ở một thành phố kia. Ông xem sắc mặt của những người chăm lo công việc thánh khiết, tức là việc nâng đỡ những linh hồn hư hoại đã bị lương tâm cắn rứt rồi. Ông lại nhận biết quanh mình có những mặt chói lòa, hiển hiện sự bình an, sâu nhiệm và hằng hữu. Thấy vậy, ông càng bối rối, đến nỗi chịu thuyết phục, kinh khiếp về địa vị tội lỗi của mình. Đó là khởi điểm cuộc hoàn toàn biến cải đời ông, và ông đã trở nên môn đồ Đấng Christ. Chết cho Chúa vì diện mạo chói lòa. Có người nói rằng trong một vụ bắt bớ kia, bọn thù nghịch Chúa nhờ diện mạo mà nhận biết kẻ thuộc về Ngài, và bởi đó giết được nhiều thánh đồ không phương tự vệ. Chúng thấy họ có con mắt của những kẻ đem tin tốt. Đó là việc lạ lùng mà tôi tưởng các bậc thiêng liêng đạo đức trong Chúa đều chứng nhận. Quên Chúa khi vẽ tiệc thánh. Xem mặt các giáo hữu một nhánh đạo Tin Lành đi nhóm họp nhà thờ. Có người nói rằng họ giống như thiên sứ. Đó cũng là cớ tích thúc giục Leonardo da Vinci bỏ sót Đức Chúa Giêsu trong khi vẽ bức tranh lễ tiệc thánh. Rồi sau một người khác thêm vào, ấy vì nhà họa sĩ đó nghĩ rằng thấy các môn đồ tức là thấy Chúa rồi vậy. Sự từng trải của Môi-se. Trong bước từng trải của Môi-se,
chúng ta được sự khải thị lạ lùng về ánh sáng thể chất và thiêng liêng của thiên đàng. Kinh Thánh chép rằng, khi Môi-se tay cầm hai bản chứng đi xuống núi Sinai, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực, bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va. Nhưng A-rôn cùng cả dân Israel nhìn Môi-se, thấy mặt người sáng rực, sợ không dám lại gần. Chắc ông trói lòa lạ lùng, vì vinh hiển lắm, đến nỗi con cái Israel không có thể ngó trên mặt Môi-se, vì cớ sự sáng láng trên mặt người. Đó là sự khải thị lạ lùng về thiên đàng. Ai ở lâu trên núi thiêng liêng thì cũng hóa ra sáng láng. Vẻ vang thay cho đạo tin lành vì đã bày tỏ cho chúng ta sự cứu chuộc thân thể. Dẫu không ăn uống suốt 40 ngày, nhưng khi trở xuống, Môi-se chẳng những có sức mạnh phi thường sau khi đã thờ phụng Chúa lâu ngày và mệt nhọc, mà còn sáng ngời nét mặt là khác. Cũng có lời chép như vậy về ngày tương lai. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt tem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Daniel đoạn 13 câu 3. Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Matthew đoạn 13 câu 43. Ê-tiên ngắm cõi trời mở rộng, hồi lâu thì mặt người như mặt thiên sứ vậy. Còn hình dung của thiên sứ thì Kinh Thánh tả là giống như chớp nhoáng. Ông Thoa chết gì? Một thương gia Ấn Độ hỏi một người đồng bào tin theo Đức Chúa Giê-xu rằng, ông Thoa chết gì mà mặt chói lòa như vậy? Người kia ngạc nhiên quá đáp rằng, tôi không thoa chi hết. Ông tưởng tôi tin lời ông chăng? Không khi nào. Này, ông thoa cái chi? Người tín đồ lặp lại, tôi quả quyết với ông rằng, tôi không thoa chi hết. Bây giờ, người ngoại đạo kia gần nổi nóng bèn nói rằng, có chứ. Tôi thấy mặt ông như vậy ở Agra, ở Ahmedabad, ở Sagrat và ở Bombay. Bây giờ người tín đồ mới hiểu, mặt người càng rực rỡ bội phần đương khi người đáp, vâng, tôi xin tỏ bí quyết để ông rõ, đó là Đức Chúa Trời rọi sáng. Tôi thấy Đức Chúa Giê-xu. Một vị thần khoa tiến sĩ thuật rằng, bữa nọ, tôi đi xa 1.000 cây số để dự cuộc bố đạo của ông An. Tới nơi tôi liền đến nhóm họp. Ông An không giảng, nhưng có một người rất tử tế và thành thực đứng dậy, vẻ mặt tươi cười nói rằng, tôi tới đây ước ao được ông An giúp đỡ. Song đêm qua, tôi thấy Đức Chúa Giê-xu. Tôi đã ngắm xem Ngài đến nỗi đương khi còn sống trên thế gian này. Tôi không hề cần người nào khác hoặc cái gì khác nữa. Kết luận, người nức tiếng ngợi khen Chúa. Tôi chịu cảm động. Chính tối đó, tôi lên xe lửa trở về nhà, quỳ trước chân Đức Chúa Giê-xu và đợi chờ đến tận khi Ngài tới. Môi-se ở một mình trên núi, cho nên khuôn mặt ông sáng ngời là do Đức Chúa Trời mà thôi, nghĩa là vì ở với Đức Chúa Trời suốt 80 ngày. Hiệu quả của sự nên thánh. Hãy nhận biết rằng vẻ mặt sáng ngời chẳng phải hiệu quả của sự xưng công bình, nhưng là hiệu quả của sự nên thánh. Sau 40 ngày đầu ở trên núi Sinai, mặt Môi-se không sáng ngời, nhưng giữa 40 ngày đó và 40 ngày sau, ông bị thử rèn và chịu một sự hy sinh lớn nhất thế gian là không nhận làm tổ phụ một dân tộc cường thịnh. Vậy ông được sự hiện thấy lạ lùng mà khuôn mặt ông còn giữ dấu tích. Khi nào ta đạt tới bậc nên thánh sâu nhiệm hơn thì khuôn mặt mới sáng ngời. Nhiều khi diện mạo ta nói giỏi hơn những lời hoa mỹ nhất của ta. Như vậy, ta có ảnh hưởng mạnh mẽ và phước hạnh biết bao. Vẻ mặt quan chánh án. Một trạng sư có tài biện luận nghịch đạo tin lành, đến gần các trưởng lão một hội thánh tin lành, tỏ lòng hoàn toàn tin theo Đấng Christ và xin công nhận mình làm thuộc viên. Lạ lùng quá, mục sư hỏi vì đâu ông chịu thuyết phục mau chóng như vậy. Trạng sư đáp, vì diện mạo quan chánh án. Tôi chịu cảm động bởi một cái gì đó trong quan mà tôi không hiểu biết hoặc giải rõ được. Thật là một ánh sáng, hoặc sự bình an, hoặc một vật không ai sờ mó được, nhưng rất thực hiện. Tôi không mô tả được, song cái đó khiến tôi cảm động cực điểm.
Thỉnh thoảng, tôi đến tham quan các tỏ tường để chất vấn về luật pháp. Chúng tôi không hề biện luận về các vấn đề tôn giáo. Tôi xem xét diện mạo quan, tưởng chừng là một bằng cớ thuyết phục. Vậy, không sao chối cãi được, tôi phải nhận biết rõ ràng rằng lòng quan tin đấng Christ là duyên cớ mặc quan biến đổi như thế. Tôi kê cứu vấn đề ấy. Đối với tôi, thật là một thực sự mới mẻ. Trước kia tôi tìm tòi các công việc hiển nhiên của đạo tin lành, nhưng chưa hề thấy thực sự đó là tăng chứng thuyết phục tôi về chân lý của đạo tin lành. Tôi muốn làm người ngay thật, cho nên đã vui vẻ tiếp nhận đấng Christ. Da đen mà lòng trắng. Cái gì là nguồn gốc của sự chói sáng? Trước khi lên núi, Môi-se làm gì? Môi-se lập lên một bàn thờ đặt tên là Jehovah cờ xí của tôi. Ông nhờ huyết của một đấng khác mà đến gần Đức Chúa Trời. Bữa nọ, một người da đen cao tuổi nghe bà chủ nói với mình rằng: "Này mụ Sibyl, khi nghe mụ hát trên mái nhà, tôi tưởng mụ mê đạo. Nhưng khi thấy vẻ mặt sáng ngời của mụ, tôi bèn nhận biết mụ và tôi khác nhau lắm." Mụ đáp: "À thưa bà, ánh sáng bà thấy trên mặt tôi không từ tôi phát ra, nhưng từ thập tự giá phản chiếu. Còn có nhiều ánh sáng dành cho mọi tội nhân đáng thương, miễn là họ đến gần để nhận lấy tia sáng. Nguyện sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ." Thi Thiên 90 câu 16. Thánh Kinh báo: Gươm thấu hồn linh. Mắt Chúa thấy tôi. Con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Sự ký thứ nhì đoạn 16 câu 9. Đức Thánh Linh đã lấy làm đẹp lòng mà ghi chép câu kinh thánh trên đây, thì hẳn câu ấy phải gợi một mối cảm xúc đặc biệt trong trái tim kẻ đọc. Đối với loài người mắc tội thì họ bối rối lắm mỗi khi nghĩ rằng con mắt của Đức Chúa Trời theo dõi họ khắp nơi họ đi. Nhưng người thánh khiết, tin kính đọc câu này thì lại được dục lòng, được yên ủi là dừng nào, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Đức Chúa Trời thấy tôi, ý tưởng ấy nâng đỡ tôi thay. Chúng ta hay nói như vậy với tội nhân đang bị bối rối trong các việc tối tăm của họ.
Nhưng ý tưởng ấy lại là một vị thuốc thơm cho lòng con cái Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thấy tôi, mắt Ngài ngó trên chúng ta. Vậy, Ngài có thể khiến lửa thử thách không nóng hực quá đến nỗi tiêu nuốt ta, hầu cho lời hứa này được ứng nghiệm trọn vẹn. Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, hầu cho anh em có thể chịu được. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 13. Sứ đồ Phi-e-rơ viết rằng, mắt của Chúa đói trông người công bình. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 12. Elihu nói rằng, mắt Đức Chúa Trời xem xét đường lối loài người. Gióp đoạn 34 câu 21. Chẳng có sự gì kín giấu mà mắt Ngài không thấy được. Thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Hebrews đoạn 4 câu 13. Thật đáng cho chúng ta gìn giữ tâm hồn và cớ tích của mình cho thánh sạch luôn. Đức Chúa Trời thấy tôi, Ngài thấy nơi tối tăm cũng như thấy nơi sáng tỏ, Ngài thấy nơi khó khăn cũng như thấy nơi dễ chịu. Ngài biết khi chúng ta ngồi xuống và đứng dậy, và từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Thi Thiên 139 câu 2. Vì nhìn thấy chúng ta bằng con mắt từ ái, nhân hiền, nên Ngài biết phải làm gì để cứu giúp chúng ta. Ngài thấy những kẻ đi chưa vững vàng, nên hứa với họ rằng, ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi, mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Thi Thiên 32 câu 8. Thi Thiên 33 câu 13 chép rằng, Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống, nhìn thấy hết thảy con cái loài người. Ngài thấy những kẻ cần được thương xót, những kẻ cần được giải cứu, con mắt Ngài ngó chăm họ. Trong Thi Thiên 33 câu 18-19 có chép rằng, kìa mắt của Đức Giê-hô-va đói xem người kính sợ Ngài, cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài đặng cứu. Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe. Thi Thiên 34 câu 17. Chắc Đức Chúa Trời nghe và đáp lại tiếng kêu của người công bình, vì con mắt của Ngài ngó chăm người. Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Thi Thiên 34 câu 15. Đức Chúa Trời thấy tôi, sao tôi phải sợ hãi, sao tôi phải lo lắng? Tôi biết rằng mắt Ngài luôn luôn ngó chăm tôi, theo dõi mọi việc xảy ra trong đời tôi. Vậy thì sao tôi lại không có thể làm theo lời Phi-e-rơ khuyên dạy mà trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc tôi. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 7. Mắt Ngài từ trời luôn luôn ngó xem tôi, thế thì sao tôi lại không thể đồng thinh với tác giả Thi Thiên mà nói rằng, tôi ngước mắt lên hướng cùng Chúa, hỡi đấng ngự trên các tầng trời. Thi Thiên 123 câu 1. Khi mắt tôi nhìn lên gặp mắt Ngài nhìn xuống, thì từ lòng tôi phát ra một tiếng xứng hợp để tỏ lòng kính mến tin cậy cha tôi, Abba, cha. Buổi sáng tôi sẽ dâng lời cầu nguyện Ngài và ngước mắt lên. Thi Thiên đoạn 5 câu 3. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng mặt Ngài. Thi Thiên đoạn 4 câu 6. Xin hãy làm cho mặt Chúa sáng chói. Mắt anh em hãy ngó chăm Đức Chúa Trời luôn. Chúng ta hãy tìm kiếm mặt Ngài và sự dẫn dắt của con mắt Ngài. Chúng ta hãy thành thực nói rằng, mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình, mắt con đòi trông nơi tay bà chủ mình thế nào, thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy. Thi Thiên 123 câu 2. Hãy cứ tin quyết rằng, Đức Chúa Trời thấy tôi để dắt đưa tôi bất cứ chỗ nào con đường tôi trải qua. Thánh Kinh Báo biên soạn. Thank you.
phương pháp được nên thánh. Danh hiệu của ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh. Danh từ đó chủ ý phô bày ra cái tính cách của Ngài. Ngài là Đức Thánh Linh, bởi vậy quý anh em cũng cần phải được nên thánh. Thánh từ lời nói, việc làm cho đến tâm tư, ý tưởng, thánh một cách trọn vẹn. Nhưng đôi khi anh em hỏi rằng làm cách nào để được nên thánh? Tín đồ thất bại. Quý anh em đã đi nhóm lại luôn luôn và đã dâng mình cho Đức Chúa Trời, nhưng tội lỗi vẫn cứ đeo đuổi anh em. Dẫu anh em đã cố chiến đấu để bứt đứt quyền lực của nó, anh em nói rằng mình đã chịu pháp báp têm bằng Đức Thánh Linh, nhưng thật ra thì anh em chưa được nên thánh. Tội lỗi chưa hề bị thất bại trong anh em. Trái lại, chính anh em là những kẻ vẫn còn đứng trong địa vị thua. Anh em đương than vãn và rên xiếc về tình cảnh khốn khó của mình. Lần này qua lần kia, anh em nói về sự nên thánh và cố hết sức làm cho được. Xong, than ôi, chỉ là vô hiệu quả. Tội nghiệp, toàn một mớ thất vọng. Có cách gì hiệu nghiệm hơn thế chăng? Hay là đành ngồi ôm một mối buồn rầu, sầu thảm vì chán nản? Không đâu, ngàn lần không. Chỉ còn một phương pháp sau đây là anh em có thể được nên thánh. Nhận biết Thánh Linh. Vậy bây giờ tôi xin bày tỏ lẽ mầu nhiệm ấy. Trước hết tôi xin nhắc quý anh em nhớ lại cái danh hiệu của ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài tên là Thần Linh Chăng? Không phải đâu, song chính là Đức Thánh Linh. Tôi xin lặp lại một lần nữa, Ngài là Đức Thánh Linh. Và Ngài muốn ngự vào lòng của quý anh em. Ai ngự vào lòng quý anh em thì chính Đức Thánh Linh chứ ai. Anh em được chính Đức Thánh Linh vào lòng, cai trị, cầm quyền, kiểm soát mình. Vậy thì Ngài, tức là Đức Thánh Linh, há chẳng phải hơn gấp ngàn lần sự cố công cho được nên thánh của anh em sao? Anh em còn muốn gì hơn nữa? Quý anh em thấy rằng trong xác thịt của mình không có sự thánh khiết, cũng chẳng bao giờ có sự trọn lành trong thân thể. Đó chẳng phải bởi sự cố công ra sức của anh em, hoặc bởi anh em đã chiến đấu với lực lượng của mình. Cũng chẳng phải bởi những giọt nước mắt, những lời cầu nguyện hay những nguyện vọng thiết tha của anh em. Chẳng phải thế, nhưng chính là bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, ngôi thứ ba trong ba ngôi, và anh em sẽ là thánh vì chính Ngài là thánh. Đức Thánh Linh ngự trong anh em, và trong Ngài có sự trọn lành, còn trong anh em mọi sự đều bất toàn. Thánh Linh gìn giữ, điều đó cũng tỉ như giọt nước mắt luôn luôn rửa sạch cặp mắt và để cho trong trẻo, không dơ dáy, xem như người thợ làm dưới mỏ than, mặt mày anh ta đen chẳng khác gì than. Song trái lại, cặp mắt thì vẫn tinh anh, sáng suốt, và khi mà nước mắt còn đọng trong khóe mắt thì chẳng bao giờ cặp ngọc quý báu của chúng ta có thể bị hoang ố, nhớp dơ. Về phần quý anh em cũng vậy, tuy anh em phải tiếp xúc với vô số tội lỗi và những điều ô trặc quanh mình, nhưng vẫn có thể cứ trong sạch, thánh khiết, không chút bẩn nhớp. Ấy chỉ là nhờ Đức Thánh Linh ở trong anh em. Điều đó anh em không thể tự khoe mình được, vì sự thánh khiết ấy chẳng phải đến từ anh em đâu, song chính Đức Thánh Linh là sự thánh khiết của anh em. Thánh Linh buông tha. Chắc anh em hỏi rằng Ngài làm thế nào được như vậy? Thì điều đó anh em cũng không cần phải quan tâm đến, đó là lẽ mầu nhiệm. Nhưng trong sách Roma chúng ta thấy rằng sự mầu nhiệm ấy đã được bày tỏ ra. Đức Thánh Linh được nhắc đến 19 lần trong đoạn 8 lạ lùng của sách này, mà trước kia thì ít nhắc nhở đến. Xem đó, tất nhiên chúng ta rõ ràng Ngài là một huyền bí, nhiệm màu. Trong đoạn 8 chép rất nhiều công việc của Ngài làm, và một trong những việc ấy ở câu thứ 2 là buông tha, vì luật pháp của Thánh Linh là sự sống, đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Alleluia, Ngài đã buông tha. Nói một cách khác, Đức Thánh Linh chỉ cắt những dây vấn vương và bẻ gãy những xiềng xích trói buộc, còn vô số dây xích cột chặt lòng anh em và dắt tới hàng ngàn thứ tội. Anh em đương đứng trong địa vị nô lệ tội lỗi,
và những dây ấy rất bền chặt đến nỗi anh em không thể bứt đứt, mặc dầu đã hao công tổn lực, ráng sức mòn hơi. Vì thế anh em phải bị thất bại. Những dây ấy luôn luôn đè ép anh em xuống. Có phải như vậy chăng? Anh em có cảm thấy chỗ ấy chăng? Chắc chắn là có. Đầu phục Thánh Linh. Và bây giờ anh em bằng lòng đầu phục Đức Thánh Linh. Có gì sẽ xảy ra chăng? Đức Thánh Linh thấy những dây trói buộc kia và Ngài biết trước rằng kết cục rồi sẽ ra thế nào. Ngài cũng đã rõ chỗ bất tài của anh em. Và nay, Ngài hạ mình xuống cởi những dây trói buộc kia. Việc đó chỉ trong chốc lát và tức thì anh em được tự do. Lúc đó, anh em không còn khuynh hướng về tội ác nữa. Đó là một điều mầu nhiệm mà chúng ta không thể nào hiểu được. Nhưng những quyền lực của sự cám dỗ lúc xưa đã tan rồi. Và anh em biết rằng mình được tự do. Alleluia. Sau đó, Ngài lại dùng vài sợi dây mới khác và cột anh em vào hàng ngàn đức tánh tốt. Những sợi dây ấy lại rất là bền vững và chắc chắn hơn những sợi dây xưa kia. Bây giờ, anh em thành ra những tên nô lệ của Đức Thánh Linh. Anh em có một quan niệm về Đức Thánh Linh. Anh em không cần phải cố làm lành, song chính anh em đã là những người tốt lành lắm rồi, vì Ngài là tốt lành. Sự cố làm lành ấy là một trong những mưu trước của Satan. Đức Chúa Trời không muốn anh em cố làm lành, cố cho được nên thánh và cố làm cho tốt hơn. Chẳng bao giờ như vậy. Ngài chỉ muốn anh em tiếp nhận bảo vật, tức là Đức Thánh Linh mà Ngài đã vui lòng ban cho anh em. Và anh em không thể tự giúp mình để làm lành được. Chính Ngài muốn trở nên sự thánh khiết của anh em. Những sợi dây vấn vương ràng buộc khi trước sẽ bị bứt đứt và những sợi dây mới thay vào. Alleluia. Nhìn con tàu lướt sóng. Đó cũng ví như một chiếc tàu đã dòng dây thả neo xuống rồi. Máy đã nổ và con tàu đương cố lướt tới. Tuy vậy, sự chồng chành kia vẫn không hiệu quả gì. Bươm đã giăng lên rồi, nhưng gió không thể làm gì được nữa vì có cái neo níu lại dưới đất. Thình lình có một người cắt sợi dây neo kia và chỉ trong nháy mắt chiếc tàu chạy vụt tới, gió bọc vào buồm và đẩy mạnh, chiếc tàu vuồn vuột lướt trên mặt nước. Bây giờ chiếc tàu hoàn toàn được tự do, gió cũng có trọn quyền mà chỉ huy chiếc tàu ấy. Vậy, hỡi anh em yêu dấu, hãy để Đức Thánh Linh cầm quyền và cai trị mình. Chỉ để mà thôi, Ngài sẽ ban sự bình tĩnh, yên nghỉ và sẽ cắt những dây ràng buộc xưa nay. Chính Ngài sẽ là sự thánh khiết của anh em. Hãy để Đức Thánh Linh ngự vào đầy dẫy lòng anh em, và tức thì mọi sự từ hành vi cử chỉ cho đến tâm tư ý tưởng của anh em đều sẽ trở nên thánh khiết trọn vẹn. Dịch giả Nguyễn Văn Vạn. Đã khác. Anh em có thẹn với ong chăng? Có một tờ báo đăng bài khảo cứu về loài ong cáo mật. Để làm ra một chén mật, con ong phải đi tới những hoa có nhụy 8.500.000 lần.
nhưng con ong chẳng sống lâu, nên không hề nuôi mình bằng mật của nó kéo được. Nó ăn mật của một đời trước tích trữ lại, và nó kéo mật cho mấy đời sau ăn. Một chén mật không đáng giá bao nhiêu, nhưng con ong phải đi gần 9 triệu vòng. Thật là nhọc nhằn vô cùng, nhưng nó làm việc rất kiên nhẫn. Một linh hồn quý giá hơn cả thế gian, anh em thường nói thế. Nhưng anh em đã đi bao nhiêu vòng để tìm kiếm một linh hồn hư mất? Nếu làm chứng một tháng, một năm, nếu giảng 10 năm mà chưa thấy kết quả, thì anh em còn làm chứng nữa không? Còn giảng nữa không? Vì biết chúng ta hay chán nản, nên sứ đồ Phao-lô khuyên rằng, chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, đến kỳ chúng ta sẽ gặp. Galati đoạn 6 câu 9. Nếu anh em chán nản mà thôi hầu việc Đức Chúa Giêsu Christ, thôi làm chứng về danh Ngài, thì anh em đáng hổ thẹn với con ong. Con ong phải nuôi mình bằng mật của một đời trước tích trữ lại. Nếu đời trước biếng nhác, chỉ sanh ong nhỏ mà không làm mật để lại, thì loài ong chắc phải chết hết. Có nhiều bậc phụ huynh lo nuôi nấng thân thể của con em, chạy thầy chạy thuốc khi chúng đau yếu, lại mua nhà tậu ruộng để lại cho chúng, nhưng quên không để lại chút gì cho phần linh hồn chúng. Các bậc phụ huynh ấy lo gần cho con em mà không biết lo xa, lo đời tạm cho con em mà không biết lo cõi đời đời cho chúng. Vì thế khi chúng lớn lên, linh hồn chúng phải chết đói vì không có gia tài thiêng liêng của cha anh để lại. Vậy, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không lìa khỏi đó. Châm ngôn đoạn 22 câu 6. Từ gia đình ta hãy bước vào hội thánh. Nhiều người chỉ chăm chú vào giờ thờ phượng chung buổi sáng Chúa Nhật, còn giờ dạy bài học Chúa Nhật, giờ nhóm họp ban thanh niên và ban đồng ấu thì làm qua loa cho có chuyện. Vậy là sai lầm tai hại, vậy là giết chết tương lai của hội thánh. Đó là mưu trước quỷ Satan dùng để đào tạo những tín đồ không tái sanh, những tín đồ bội đạo trong hội thánh ngày mai. Nếu các bậc trưởng lão trong hội thánh không lo đào luyện thanh niên đồng ấu trong khuôn khổ của tin lành thì đáng hổ thẹn với con ong. Con ong sống chẳng bao ngày, nhưng nó có thể tự hào là không sống uổng, vì nó để lại cho hậu thế một kết quả của cần lao và kiên nhẫn. Đức Chúa Giêsu Christ chỉ ở thế gian 33 năm, nhưng Ngài để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2, câu 21. Thời gian Đức Chúa Trời cho anh em ở đời này cũng rất ngắn. Tuổi tác chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Thi Thiên 90 câu 10. Nhưng anh em sẽ để gì cho hậu thế? Anh em có sống uổng không? Khi người đời sau sẽ nhắc đến đời tin kính của anh em, thì có chi nâng đỡ và khuyên dục họ chăng? Anh em chết rồi, hãy còn nói chăng? Nếu anh em chẳng để một gương phước cho hậu thế, thì anh em đáng hổ thẹn với con ong. Thánh Kinh Báo biên soạn. Thất đêm đầu lại ngay nơi xa.
Giêsu quyền năng nương náu, ắt linh lực thêm dồi dào. Kìa Chúa hứa giúp sức cho người nào trong mong ơn chí cao. Những chim ưng lướt từng mây, tung trên không bay cao khôn mọi cánh. Hồng dầu chảy mây, sức vẫn gieo dài, bước luôn không mệt càng hăng hái. Dầu chảy mây, sức vẫn gieo dài, bước đi đi luôn chân mạnh hoài. Dầu chảy mây, sức kém suy đâu nào, bước luôn sức thêm sao. Dầu ta bao phen bị mệt nhọc nao lòng, thêm nỗi thân thế long đong, đừng quên ta tin Giêsu Christ đang sống, nỗi chi mà như tuyệt vọng. Kìa Chúa hứa giúp sức cho người nào trong mong ơn chí cao. Như chim ưng lướt từng mây, tung trên không bay cao khôn mọi cánh. Hồng dầu chảy mây, sức vẫn gieo dài, bước luôn không mệt càng hăng hái. Dầu chảy mây, sức vẫn gieo dài, bước đi đi luôn chân mạnh hoài. Dầu chảy mây, sức kém suy đâu nào, bước luôn sức thêm dào. Thánh Kinh báo, mắt nhìn bốn hướng. Trong lời mở trách Thiên Sứ của hội thánh Laodice, Đức Chúa Giêsu có nói rằng: ngươi không biết rằng mình đuôi mù. Thế Huyền 3 câu 17. Tục ngữ cũng có câu: chẳng có ai đuôi mù bằng kẻ không chịu thấy. Hỡi ôi, có người tự nhận là tin theo Đấng Christ, hầu việc Đấng Christ, mà mắt của tâm linh lại đuôi mù. Và sự đuôi mù này đáng ghê sợ biết bao, vì nó di hại đến đời đời. Vậy nên Đức Chúa Giêsu khuyên những người ấy rằng: ta khuyên ngươi hãy mua thuốc sức mắt, đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Khải Huyền đoạn 3 câu 18. Nếu quả thật Đức Thánh Linh đã khiến con mắt của tâm linh anh em sáng tỏ, thì anh em không còn nhìn lại đằng sau mà thèm tiếc mùi đời, cũng không còn nhìn xuống vũng buồn tội lỗi. Nhưng con mắt anh em sẽ có những sự hiện thấy kỳ diệu và hạnh phúc vì nhìn vào bốn hướng khác hẳn. Nhìn vào thấy mình. Một tín đồ thanh niên hỏi vị mục sư cao tuổi cái bí quyết sống một đời thành công và toàn thắng. Mục sư đáp rằng: hãy để nhiều thì giờ cầu nguyện một vấn đề thôi. Xin Chúa cho tôi thấy tôi. Một tuần lễ sau, thanh niên trở lại cùng tôi tới Chúa với một vẻ mặt vô cùng buồn thảm và thất vọng, vì Đức Thánh Linh đã cho chàng thấy rõ chân tướng của mình. Đó là bước đầu của đời sống anh hùng đức tin. Anh em có thấy lòng mình không? Có thấy mình trong ánh sáng của Chúa không? Ôi, ước gì từ đáy lòng anh em phát ra tiếng than thở của Esai: khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dáy ở giữa một dân có môi dơ dáy. Esai đoạn 6 câu 5. Hoặc tiếng kêu cứu của Phao-lô: khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này. Roma đoạn 7 câu 24. Tục ngữ có câu: hãy tự biết mình. Nhưng thật ra chẳng ai tự biết mình rõ rệt trọn vẹn. Anh em hãy lặng thinh trong nơi chí thánh, để Đức Thánh Linh chỉ cho mình thấy mình. Bao nhiêu lần anh em theo ý riêng, bao nhiêu lần anh em bỏ qua sự cầu nguyện, bao nhiêu lần anh em cư xử, hành động, nói năng, suy nghĩ và hầu việc Chúa nữa, dường như Đức Chúa Trời không thấy mình. Bao nhiêu lần trí tưởng tượng của anh em ôm ấp những hình ảnh mà anh em sẽ xấu hổ nếu phải mô tả lại cho kẻ khác nghe. Phải chăng cái vỏ ngoài kiên kính, đạo đức che giấu cái bề trong sa sút và hư hoại vô ngần? Nhưng cảm tạ Đức Thánh Linh, khi Ngài giật rớt hết mặt nạ của bổn ngã, thì Ngài liền khiến ta nhìn lên thấy Đức Chúa Giêsu Christ.
Nói tiếp về tín đồ thanh niên kia, thấy chàng buồn thảm và thất vọng, mục sư khuyên chàng rằng: "Bây giờ hãy cầu nguyện một vấn đề khác, xin Chúa cho tôi thấy Chúa." Một tuần lễ sau, thanh niên trở lại cùng tôi tới Chúa với một vẻ mặt vô cùng tươi sáng, vui vẻ. Chàng đã thấy Chúa trong tâm thần mình. Cầu cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Ephesians 1 câu 17. Nếu lời cầu nguyện đó được linh nghiệm trong đời sống anh em, thì anh em sẽ biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Quyền vô hạn và phép tối thượng của Đức Chúa Trời sẵn sàng trút vào lòng ta, hành động trong ta, đến nỗi Đức Chúa Giêsu Christ chẳng còn là một hình ảnh xa xăm nữa, nhưng là một thực sự, một hiện diện trong lòng dạ và trí óc ta, trong mọi nơi ta đi và mọi việc ta làm. Tất cả cái gì từ ta phát ra, lộ ra, sẽ gội nhuần sự sống siêu phàm và chí thánh của Ngài. Vì giữa Ngài và ta có mối thông công, dây liên lạc không dứt, đời ta sẽ là một tiếng reo hò khải hoàn rằng: "Chúa thế nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này." Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 17. Không thấy rõ Đức Chúa Giêsu Christ trong tâm thần mình thì đời thiêng liêng không thể nào bước vào một chỗ rẽ quan trọng. Cho nên sứ đồ Phaolô đã lớn tiếng tuyên bố rằng: "Tôi cũng coi hết thảy ngoại sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết." Philip đoạn 3 câu 8. Nhìn quanh, thấy hội thánh và đồng bào hư mất. Sau khi tiên tri Esai thấy Chúa và thấy mình, thì ông thưa: "Có tôi đây, xin hãy sai tôi để đáp lại tiếng Đức Chúa Trời hỏi rằng: ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?" Esai đoạn 6 câu 8. Đó là tâm trí và chức vụ của kẻ đã thấy mình và thấy Chúa. Nếu anh em chưa bồn chồn lo lắng cho vận mạng của hội thánh, chưa sốt sắng cứu vớt đồng bào trầm luân, thì quả hẳn anh em chưa thật thấy mình và thấy Chúa. Hỡi sứ đồ Phaolô, người đã thấy mình và thấy Chúa, ông đối với hội thánh thế nào, đối với đồng bào hư mất thế nào? Đây, câu đáp lại của ông vang dội các thời đại rằng: "Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con." Galati đoạn 4 câu 19. Lại rằng: "Tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ vì anh em bà con tôi theo phần xác, tức là dân Israel." Roma đoạn 9 câu 3 đến 4. Anh nói với tôi rằng anh đã thấy mình và thấy Chúa. Tốt lắm. Nhưng anh hãy chỉ cho tôi những thánh đồ nào đã nhờ anh mà bước lên con đường tiên kính, thánh sạch, đắc thắng, và những tội nhân nào đã nhờ anh mà được ghi tên vào sổ sống trên trời. Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1 câu 8. Anh chớ tự gạt mình và gạt người bằng sự cảm động nhân tạo, bằng sự sốt sắng thiên nhiên và bằng sự đạo đức của phần hồn. Nhưng anh phải có thể chỉ rõ dấu tích của chim bồ câu đậu trên anh. Nhìn trước, thấy phần thưởng. Ba bước từng trải trên đây sẽ khiến con mắt của tâm hồn anh em nhìn thẳng phía trước. Như sứ đồ Phaolô đã nói, tôi nhắm mục đích mà chạy để dược giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Philip đoạn 3 câu 14. Đức Chúa Giêsu không tay vì ai, nên đã dành sẵn cho mỗi một tín đồ nam, nữ, già, trẻ, sang, hèn, giàu, nghèo, giỏi, dốt, một mão triều thiên không hay hư nát. Biết đâu, người đứng đầu đài vinh quang trong thế gian lại không có tên trong danh sách các thánh đồ đã chạy cách nào cho được thưởng. Biết đâu, người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống lại đứng chung hàng với những anh hùng đức tin đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Vậy, dẫu trời tươi sáng hay bóng tối mịt mờ, anh em hãy chạy.
dẫu ấm no hay đói lạnh, anh em hãy chạy. Dẫu được tôn cao hay bị hạ xuống, anh em hãy chạy. Hãy chạy bằng cách giấu mình để bày tỏ Đấng Christ. Hãy chạy bằng sự phó mình vào thập tự giá để thắng cơn cám dỗ. Hãy chạy bằng lòng hoàn toàn vâng phục ý Cha. Hãy chạy bằng lời cầu nguyện trước ngôi ơn phước. Và giữa cơn trận thiêng liêng, nếu anh em sức cùng lực kiệt mà ngã xuống, thì nguyện anh em ngã lăn vào tay Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai của Chúa Trời. Hebrew đoạn 12 câu 2. Thánh Kinh Bản. Mừng lên, nay Giêsu gần bên ta, hoài cho đến nhắm mắt tắt hơi. Nhìn lên nơi cao kia cùng chạy hăng hái, Chúa ban mọi ơn rộng rời. Kìa Chúa hứa giúp sức cho người nào, trông mong ơn chí cao. Như chim ưng lướt từng mây, tung trên không bay cao khôn mọi cánh. Hồng dầu chảy mây, sức vẫn gieo dài, bước luôn không mệt càng hăng hái. Dầu chảy mây, sức vẫn gieo dài, bước đi đi luôn chân mạnh hoài. Dầu chảy mấy sức kém suy đâu nào, bước luôn sức thêm